Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nêu rõ vị trí và quan hệ liên tỉnh, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch, vị thế, vai trò và tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhận diện các vấn đề trọng tâm của quy hoạch tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển, trong đó xác định công nghiệp là ngành tạo ra động lực tăng trưởng, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện đại, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và gắn với giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Phấn đấu xây dựng Ninh Bình là tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng và trở thành một trung tâm du lịch chất lượng có năng lực cạnh tranh cao của cả nước. Nội dung chính gồm phát triển các ngành, lĩnh vực, tổ chức và phát triển không gian lãnh thổ, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ và phân vùng đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, danh mục dự án của tỉnh theo thứ tự ưu tiên, nguồn lực và các giải pháp thực hiện quy hoạch. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, thành viên hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao báo cáo quy hoạch tỉnh. Sau hai lần góp ý, Ninh Bình đã tiếp thu nghiêm túc và hoàn thiện báo cáo, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh với yêu cầu chung của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, phù hợp với tiềm năng thế mạnh phát triển của địa phương. Với mong muốn nâng cao chất lượng quy hoạch, đại biểu đề nghị tỉnh tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến việc nhận diện các vấn đề trọng tâm trong phát triển liên quan đến liên kết vùng, mô hình tăng trưởng, đầu tư kết cấu hạ tầng, phương án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống đô thị, xây dựng các vùng liên huyện và vùng huyện, phát triển các khu cụm công nghiệp, các khu du lịch, phát triển không gian biển, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, kết cấu hạ tầng xã hội, mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định khu vực quân sự an ninh. Trong đó, đại biểu nhấn mạnh đến việc xác định và thống kê danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như công nghiệp chế biến chế tạo, phát triển năng lượng và công nghiệp hỗ trợ. Về phát triển du lịch, đại biểu đề nghị cùng với phát huy lợi thế di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình cũng cần quan tâm đến việc phát huy lợi thế về đa dạng sinh học, kinh tế biển, đẩy mạnh liên kết, xúc tiến du lịch theo hướng trọng tâm, xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực đặc trưng riêng có của tỉnh. Một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi số để tạo ra bước đột phá trong phát triển, quy hoạch xử lý chất thải công nghiệp, chất thải rắn. Đồng thời lưu ý đến việc xác định điểm nghẽn, những khó khăn thách thức trước mắt và lâu dài để có những giải pháp phù hợp, khả thi, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu thực hiện đáp ứng theo yêu cầu Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu phát triển đất nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao đổi làm rõ về ý kiến của đại biểu về việc xác định vị thế của Ninh Bình trong khu vực, tỷ lệ đô thị hóa, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, quan điểm phát triển công nghiệp du lịch theo hướng xanh, sạch, hiện đại. Một số nội dung về chuyển đổi số, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đề nghị Trung ương cần có cơ chế linh hoạt trong điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo quá trình triển khai tổ chức thực hiện khả thi hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh hội nghị là bước quan trọng tạo điều kiện cho các cơ quan có thẩm quyền thông qua quy hoạch tỉnh để tổ chức thực hiện. Đây cũng là cơ sở để Ninh Bình thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là định hướng không gian, định hướng các ngành, lĩnh vực, thu hút đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy lợi thế so sánh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng Ninh Bình ở các bước tiếp theo để quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh được thực hiện hiệu quả.
Kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thống nhất. Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được cơ quan lập quy hoạch chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Tỉnh Ninh Bình đã thực hiện rất nghiêm túc quy trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật. Nội dung quy hoạch đã thể hiện rõ nét khát vọng phát triển của tỉnh, thể hiện được sự liên kết và đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, việc sắp xếp phân bổ không gian các hoạt động kinh tế xã hội. Đồng chí cũng thông báo Hội đồng Thẩm định đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu đánh giá. Kết quả 30 trên 30 thành viên hội đồng đã nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo quy hoạch tỉnh và báo cáo thẩm định quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các bộ ngành, ý kiến của các chuyên gia. Cần xác định rõ vai trò vị trí của tỉnh trong vùng kết nối giao thông, phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế, làm rõ tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần khắc phục, nhất là trong việc cải thiện chỉ số PCI, tỷ lệ đô thị hóa, phát triển hệ thống khu công nghiệp, phương án phát triển sân golf, các ngành lĩnh vực. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh gửi về cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định để tiến hành rà soát theo quy định. Đối với các thành viên Hội đồng Thẩm định, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát khẩn trương bổ sung ý kiến tham gia thẩm định đối với các nội dung được phân công, rà soát hồ sơ quy hoạch đã được hoàn thiện gửi về cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định để tổng hợp theo quy định. Đối với cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định, đồng chí đề nghị rà soát hoàn thiện báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành theo quy định của pháp luật về quy hoạch.